Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5, ngày 3 tháng 6 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp đánh giá kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi tham gia đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Hưng Yên hoàn thành tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 đợt 1 năm 2021. Toàn tỉnh thu ngân sách nội địa đạt trên 68% dự toán. Vụ lúa xuân năm nay được mùa, được giá. Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ bắt 9 đối tượng tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá với số tiền lên đến trên 500 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức họp đánh giá kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các đồng chí thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Hưng Yên có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 98%, bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 323 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu là 4.005 người. Đến nay chưa ghi nhận vi phạm xảy ra trong công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Về tình hình dịch COVID-19, đến nay Hưng Yên cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch. Đã qua 7 ngày không phát sinh ca mắc mới, công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Hiện nay Hưng Yên đang quyết liệt tập trung thực hiện phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, tỉnh chủ trương xét nghiệm, tầm soát diện rộng cho công nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phát động đợt cao điểm ủng hộ công tác phòng chống dịch nhằm huy động các nguồn lực để mua vaccine. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đánh giá cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn, thực sự là ngày hội toàn dân và thực hiện đúng các phương châm, đúng luật, đúng người, đúng quy trình, đúng thời gian và đồng thuận cao. Thời gian tới, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử nếu có. Bên cạnh đó, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp lần thứ nhất để kiện toàn công tác nhân sự. Về công tác phòng chống dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận định, Ban chỉ đạo các cấp đã có sự vào cuộc quyết liệt với quyết tâm cao độ, hành động mạnh mẽ và huy động được sức mạnh của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua cuộc vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch, không chỉ huy động nguồn lực mua vaccine mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Công tác phòng chống dịch thời gian tới cần chú trọng để đảm bảo tổ chức tốt các kỳ thi, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm từ thành công trong công tác phòng chống dịch ở một số địa phương cũng như tiếp tục chuẩn bị các phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có lời kêu gọi tham gia đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Toàn văn lời kêu gọi như sau. Kính gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tình hình dịch COVID-19 trên cả nước hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt chủng mới của SARS-CoV-2 chủng Ấn Độ có khả năng lây nhiễm nhanh, nguy hiểm, phát tán rộng mầm bệnh, khiến cho số ca nhiễm mỗi ngày tăng cao, đặc biệt tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội và những ngày gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sức khỏe của nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời gian qua, Quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Hưng Yên luôn nhận được sự hỗ trợ đóng góp tích cực của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, giúp tỉnh Hưng Yên chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh vượt qua khó khăn, tích cực hỗ trợ chính quyền phòng chống dịch bệnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời phát triển kinh tế. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.
thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong và ngoài tỉnh với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, với tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ vì cộng đồng, hãy tích cực tham gia vận động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để góp thêm nguồn lực, chung tay cùng tỉnh Hưng Yên tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân. Nguồn kinh phí vận động được sẽ ưu tiên mua vaccine phòng COVID-19, hỗ trợ các đơn vị cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch, lực lượng phục vụ trong khu vực cách ly và những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Số tiền ủng hộ đề nghị chuyển vào tài khoản Quỹ Cứu Trợ Tỉnh, số tài khoản 37610900382091049 tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên hoặc tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, số tài khoản 10211196668 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Phú Hiến. Trân trọng ghi nhận những tấm lòng hảo tâm, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân trong và ngoài tỉnh, Chủ tịch Trần Quốc Văn. Sáng nay, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào đã lấy 400 mẫu xét nghiệm đối với nhân dân trong khu vực phong tỏa tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa để đánh giá về mức độ an toàn cộng đồng, xem xét gỡ bỏ phong tỏa. Trong số 400 mẫu, có 250 mẫu được lấy từ tất cả người dân trong cụm dân cư trước đó có các ca tương tính với SARS-CoV-2. 150 mẫu còn lại được lấy ngẫu nhiên của người dân tại các khu vực khác trong tổ dân phố Nguyễn Xá. Tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào thực hiện cách ly y tế từ ngày 6 tháng 5 do có 8 ca tương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 ca lây trong cộng đồng và 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Trung. Tính từ ca bệnh cuối cùng ở tổ dân phố vào ngày 15 tháng 5 đến nay, không có ca bệnh mới. Đây là khu vực cuối cùng ở thị xã Mỹ Hào đang thực hiện phong tỏa. Việc lấy mẫu xét nghiệm lần này nhằm đánh giá mức độ an toàn cộng đồng để xem xét gỡ bỏ phong tỏa, dự kiến vào ngày 6 tháng 6 tới. Sáng nay, thị xã Mỹ Hào cũng đã dỡ bỏ phong tỏa tổ dân phố Lường, phường Bạch Sam, kết thúc thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C. Tại những khu nhà trọ giá rẻ, công nhân đang gồng mình chống lại cái nắng nóng khắc nghiệt. Đây là không gian sinh hoạt của hai vợ chồng anh Lệnh Văn Bảo, nấu nướng, ăn uống, sinh hoạt, gói gọn trong căn phòng trọ rộng hơn 10m². Nhà lợp mái tôn khiến cho cái nóng của mùa hè càng thêm gay gắt. Nhiều lần tính chuyển sang những khu trọ khang trang, lắp đặt điều hòa, nhưng nghĩ đến giá thuê cao gấp 4 đến 5 lần hiện nay, anh chị lại cố chấp nhận sống chung với nắng nóng. Mùa hè đây như mấy ngày này nóng lắm, nóng bức. Làm về làm đêm thì nó mát thì mất ngủ, về ngày là không ngủ được, nằm đất, nằm trên giường nóng. Cảnh của gia đình ở trên quê cũng nghèo nên mới xuống đây làm để giữ được đồng nào hay đồng đấy. Ghi nhận tại một số địa phương trên địa bàn huyện Văn Lâm, Yên Mỹ đã có những chủ trọ đầu tư xây dựng phòng khép kín, trang bị điều hòa với mức giá cho thuê dao động từ 1 đến 1,2 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, những dãy nhà trọ xây dựng tạm bợ chỉ cần từ 300 đến 500 nghìn đồng một tháng. Với đồng lương ít ỏi, nhiều công nhân chấp nhận sống trong những căn phòng trọ chật hẹp và thiếu thốn. Cũng chính bởi vậy, mùa hè trở thành nỗi ám ảnh khi phải đối diện với cái nóng như thiêu như đốt. Bây giờ thì cũng đang phải chịu thôi chứ biết đi đâu được. Em có thêm quạt hơi nước rồi quạt cây. Nên là về buổi tối thì thời tiết nó sẽ dịu hơn một chút thì cũng vẫn ở được. Lắp điều hòa thì cho thuê triệu, hơn triệu. Thì cái đa số công nhân là cũng chịu thôi, có một số ít. Những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhưng thực tế diễn ra còn chậm, cung không đủ cầu. Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp đều không có ký túc xá dành cho công nhân, thủ tục vay vốn xây nhà có nhiều quy định chặt chẽ, nên phần lớn công nhân vẫn đang sinh sống trong những khu nhà trọ chật chội, khó khăn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự.
Hiện nay, việc thu thập thông tin kê khai phiếu điều tra đợt 1 cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành với tỷ lệ đạt trên 94%. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh, đến 16 giờ ngày 1 tháng 6, toàn tỉnh có 8.924 doanh nghiệp thực hiện kê khai điều tra trên tổng số 9.498 doanh nghiệp, còn lại trên 500 doanh nghiệp chưa thực hiện điều tra, do đây phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Một số ngưng hoạt động, không phát sinh doanh thu trong thời gian gần đây hoặc đã ngừng hoạt động, chờ giải thể, phá sản nên việc kê khai gặp nhiều khó khăn, công tác điều tra không thực hiện được. Đối với khối sự nghiệp, hiệp hội đã hoàn thành từ ngày 30 tháng 4 với 100% các đơn vị hoàn thành kê khai, bao gồm 650 đơn vị sự nghiệp và 76 hiệp hội. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra tiếp tục được tiến hành từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021. Thời điểm này, Ban chỉ đạo các cấp chủ động ra soát, cập nhật danh sách hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng để sẵn sàng thực hiện giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra đạt kết quả cao. Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, nhờ đó mà 5 tháng đầu năm nay, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh đã đạt trên 68% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh đạt trên 6.900 tỷ đồng, đạt trên 68% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, trong đó có một số khoản thu sắc thuế đạt cao là thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, thu thuế thu nhập cá nhân. Để thực hiện dự toán năm 2021 đạt kết quả cao, hiện ngành thuế tỉnh đang tiếp tục áp dụng đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp và cá nhân giảm bớt khó khăn vượt qua đại dịch, chi nhánh Vietcombank Hưng Yên đã thực hiện các giải pháp để hỗ trợ khách hàng. Chi nhánh đã thực hiện cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với 6 khách hàng với tổng dư nợ trên 200 tỷ đồng. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Vietcombank qua 5 đợt giảm lãi suất, giảm lãi phải trả cho khách hàng từ tháng 2 năm 2020 đến nay, chi nhánh đã chủ động giảm lãi suất, giảm lãi phải trả đồng loạt cho gần 2.000 khách hàng với 8,7 tỷ đồng tiền lãi. Ngoài ra, Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên cũng giảm đồng loạt phí giao dịch ngân hàng điện tử 24/7 cho tất cả khách hàng, miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ngoài các sản phẩm ngân hàng trực tuyến đang được triển khai, từ mùng 1 tháng 6 năm 2021, Vietcombank chính thức ra mắt dịch vụ mở tài khoản trực tuyến xác thực bằng EKIC, giúp khách hàng mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, không cần phải đến ngân hàng. Đến nay, bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được trên 10.000 ha lúa xuân, đạt 30% diện tích. Vụ này các điều kiện sản xuất thuận lợi nên năng suất lúa đạt cao so với năm trước. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh triển khai gieo cấy tập trung xung quanh tiết lập xuân trước Tết âm lịch và hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong cùng thời vụ. Tổng diện tích gieo cấy toàn tỉnh trên 28.000 ha, diện tích gieo cấy nhóm giống lúa chất lượng cao trên 19.500 ha, chiếm trên 69%, cao hơn vụ xuân năm trước. Năm nay, các yếu tố cấu thành năng suất đều thuận lợi, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Tỷ lệ cây ải của Hưng Yên đạt trên 90%, là một năm tỷ lệ cây ải rất cao, nên là hạn chế rất nhiều được các đối tượng sâu bệnh hại ở vụ xuân. Gieo cấy của Hưng Yên chủ yếu tập trung vào trà xuân muộn, nên là gieo cấy xung quanh tiết lập xuân. Lập xuân năm nay thì lại là trước Tết âm lịch gần 10 ngày, bà con chủ động được cái việc là gieo mạ trước Tết. Sau Tết thì tập trung chính vào làm đất để cấy lúa, nên là diện tích gieo cấy rất là tập trung, lúa chỗ tập trung. Và đặc biệt là thời điểm lúa chỗ là tháng 4 năm nay ấy, cái hiện tượng nắng nóng, gió tây là một. Thứ hai là rét nàng bân thì không có, nên là lúa chỗ bông và kết hạt rất tốt. Vụ xuân này, tỉnh Hưng Yên tiếp tục hỗ trợ nông dân 50% chi phí giá giống lúa có năng suất chất lượng cao và triển khai thực hiện được 61 mô hình với tổng diện tích 1.230 ha, tăng 29 mô hình và gần 500 ha so với năm 2020. Cùng với chính sách hỗ trợ giống của tỉnh, các địa phương đã hỗ trợ nông dân máy làm đất, máy cấy, phân bón, vân vân. Về năng suất thì nếu so với cấy mạ khay máy cấy theo chương trình này là năng suất là đến thời điểm này là năng suất hơn cái cấy tay. Cụ thể là bây giờ nếu ước tính như này nó khoảng cỡ độ 250 kg trên một xả. Vụ xuân năm nay nhìn chung ở tất cả các địa phương năng suất lúa đều đạt cao, bông to, hạt chắc. Năng suất bình quân từ 68 đến 69 tạ một hecta, cao hơn vụ xuân năm trước.
Trong đó, năng suất lúa đạt cao tập trung ở các giống như Nếp Thơm Hưng Yên, Đài Thơm 8, Thiên Ưu 8, Hà Phát 3, VNR 20, ADI 168. Vụ xuân năm 2021 thì Hưng Yên cơ cấu giống thì chuyển dịch theo cái hướng khá tích cực, mức độ gây hại của sâu bệnh là thấp. Năng suất của vụ xuân năm nay thì theo cái ước tính của ngành thống kê thì cũng sẽ cao hơn cái năng suất bình quân của toàn vùng đồng bằng sông Hồng và cũng sẽ đạt cái kết quả tốt so với vụ xuân năm 2020. Cùng với được mùa, giá thóc tươi năm nay tăng từ 1 đến 2.000 đồng một kg. Giá bán thóc thường tại đầu ruộng là 6.800 đồng một kg, thóc nếp các loại 8.000 đồng một kg. Vì vậy, nông dân phấn khởi tạo nền tảng để tiếp tục sản xuất vụ mùa thắng lợi và thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, vừa chống dịch hiệu quả. Trong những ngày qua, với nhiệt độ nắng nóng gay gắt, có lúc lên tới 39-40 độ, các hộ chăn nuôi tại huyện Ân Thi cũng đã áp dụng nhiều biện pháp để chống nóng hiệu quả cho đàn vật nuôi. Hiện nay, tổng đàn lợn tại huyện Ân Thi có gần 40.000 con, trâu bò trên 3.000 con, gia cầm đạt trên 1 triệu con, tập trung chủ yếu tại các xã Hạ Lễ, Hồng Quang, Đặng Lễ, thị trấn Ân Thi, Quang Vinh, Đào Dương. Để giảm nhiệt độ trong chuồng, các chủ nuôi áp dụng hệ thống quạt làm mát, thiết kế hệ thống giàn phun mưa, trồng cây xanh xung quanh để tạo bóng mát hoặc sử dụng bạt che chắn để giảm sức nóng, giảm mật độ vật nuôi trong chuồng, tăng khẩu phần thức ăn xanh, giảm tinh bột, chất béo và bổ sung chất điện giải để hạn chế sinh nhiệt, đảm bảo chuồng trại luôn khô ráo sạch sẽ, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình trạng của đàn vật nuôi nhằm phát hiện gia súc gia cầm bị bệnh để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời. Được biết từ đầu năm đến nay, huyện Ân Thi đã triển khai tiêm trên 700.000 liều vaccine phòng bệnh cúm gia cầm, gần 90.000 liều vaccine phòng các bệnh dịch tả lợn, tụ huyết trùng, tai xanh, lở mồm long móng cho gia súc. Sáng nay, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu tổ chức cưỡng chế 8 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Trong đó, riêng thôn Cao Quán là 5 trường hợp, còn lại là ở thị trấn Bô Thời, thôn Đỗ Xá và thôn Vân Đội. Đây là các hộ dân xây dựng công trình lấn chiếm trên đất nông nghiệp. Sau khi phát hiện, Ủy ban nhân dân xã đã nhiều lần kiểm tra, tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, lập biên bản xử lý vi phạm, nhưng các hộ không chấp hành. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã thực hiện tổ chức cưỡng chế, buộc các hộ trả lại hiện trạng ban đầu. Cụ thể, gia đình ông Bùi Huy Nhượng vi phạm 216m², ông Vũ Tiến Thành vi phạm gần 180m², ông Phạm Ngọc Tô 300m², ông Nguyễn Văn Sơn vi phạm 267m², ông Phan Thanh Thiện 70m², ông Nguyễn Chí Tạo vi phạm 445m², ông Nguyễn Văn Minh 445m² và hộ ông Hoàng Khắc Khoa vi phạm 72m². Hiện huyện Khoái Châu đang tiếp tục rà soát, chỉ đạo các cơ quan chức năng các xã thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao dễ dẫn đến chập điện và nguy cơ cháy nổ rất lớn. Vào đêm ngày 2 tháng 6, tại ngõ 453 đường Nguyễn Văn Linh ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên cũng đã xảy ra vụ cháy cột điện gây mất điện cục bộ cho khoảng 20 hộ dân khu vực này. Nguyên nhân ban đầu được cho là do quá tải lưới điện gây chập cháy đường dây. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, ngành điện đã tiến hành cắt điện khu vực này và lực lượng cứu hỏa có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn đã gây mất điện làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của hơn 20 hộ dân trong thời tiết nắng bức. Để giảm thiểu nguy cơ quá tải lưới điện, nhất là trong mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, hiện ngành điện khuyến cáo người dân không nên sử dụng đồng thời các thiết bị có công suất lớn, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, tắt thiết bị khi không sử dụng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ và một số đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng do Nguyễn Văn Tuân, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, cầm đầu, sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trên mạng Internet với số tiền lên tới trên 500 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn, Zalo, Facebook, cá độ bóng đá qua trang web. Điều tra sơ bộ xác định lượng tiền giao dịch của đường dây này từ đầu năm đến nay lên đến 500 tỷ đồng. Số tăng vật thu giữ được của vụ án gồm gần 1 tỷ đồng tiền mặt, 5 xe ô tô các loại, 16 chiếc điện thoại di động, 2 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng Internet, phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng
và nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các giấy tờ tài liệu khác có liên quan đến tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng. Quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng cầm đầu đường dây còn cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức bốc bắt họ và lãi ngày, mức lãi suất cao từ 108% đến 300% trên năm. Khi bị hại chưa kịp trả, Tuân đã chỉ đạo đàn em đến đe dọa, ném chất bẩn vào nhà, sử dụng vũ lực và đe dọa người thân của bị hại. Bước đầu xác định số bị hại là người vay lên đến 50 người với số tiền hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trên và đang tiếp tục điều tra mở rộng.